Woody thừa nhận bản thân rất trẻ trâu, được nhiều chị gái lớn tuổi muốn được che chở. Chứ thực ra ở nếu mà khi mà ở gần cạnh, đặc biệt là ở gần Unify ấy, thì mấy anh em sẽ thấy được nam trẻ trâu thế nào. Và em nghĩ là do cái tính đó cho nên là không biết nữa. Em cho làm cho các bạn nữ lớn tuổi hơn muốn cạnh, không muốn che chở mình hay sao á. Cái phần biên đạo nhảy thì lần này biên đạo của bài của mình là có sự collab của cả hai biên đạo, là biên đạo Duyên Mỹ và biên đạo Từ Milo. Thì mình không có can thiệp vào cái phần dựng nhảy nhiều quá. Mình chỉ là mình xem cái demo mọi người dựng thì mình cảm thấy thích động tác nào và cảm thấy động tác nào cần phải fix lại một xíu để cho nó phù hợp với cái MV, cái concept MV lần này hơn thì thôi. Đấy thì tụi mình thật ra làm do là anh Duyên Mỹ và Từ Milo thì cũng đã rất là chuyên nghiệp với giống chuyện dựng bài rồi, cho nên là mọi thứ thời gian nó cũng không có quá mất nhiều về cái thời gian về cái chuyện mà dựng, chỉ là trong quá trình đó thì các anh em cũng mỗi người bận cũng khá nhiều việc cá nhân, nên là mình không có quá nhiều thời gian để tập luyện thôi. Nhưng mà may mắn là mình cùng các anh em S4, cùng các anh em biên đạo cũng đã cố gắng làm hết sức có thể và gửi và mang tới những cái vũ đạo đẹp nhất cho MV rồi. Em nghĩ cái giai đoạn đó là cái công đoạn mà hơi nhọc nhằn, kiểu hơi nhiều nhất á, tại vì mỗi nhân vật trong đấy là một bộ đồ khác nhau, không có sự trùng lập trong chuyện mặc đồ và cần rất nhiều cái đầu, rất nhiều con người để mà chuẩn bị từng bộ trang phục, từng bộ áo cho từng người. Và đặc biệt là cái trang phục của mình thì nhờ có Freddy. Đặc biệt bạn Freddy là một người bạn mà gần đây mình mới vừa được làm việc chung, và bạn ấy đã kiểu không chỉ là giúp cho mình kiểu có những bộ trang phục lạ mắt này trong MV này, mà bạn ấy cũng giúp đỡ cho mình được thêm rất nhiều về tư duy và trải nghiệm mới trong thời trang, và những cái đó là những cái điều mà mình thấy vô cùng đáng quý. Mình xin cảm ơn Freddy rất nhiều. Nói về gu nó cũng một chút xíu, mà nói về số phận thì nó cũng một chút xíu. Em không tả được tại vì cái vấn đề đó là như vậy. Nam nghĩ là một phần là do tính cách của Nam nữa. Nam có chia sẻ nhiều rồi, tại vì tính Nam không phải là một người kiểu hiền đâu. Nam không phải là một người kiểu như là sẽ là một người kiểu như là biết như là gọi là kiểu khiêm tốn đâu. Tính Nam trẻ trâu lắm, thiệt. Nam thấy mình trẻ trâu mà. Chỉ là những yếu tố xung quanh, yếu tố công việc, yếu tố môi trường khiến Nam cần phải làm như vậy thôi. Chứ thực ra khi mà ở gần cạnh, đặc biệt là ở gần Unify ấy, thì mấy anh em sẽ thấy được Nam trẻ trâu thế nào. Và Nam nghĩ là do cái tính đó cho nên là không biết nữa. Em cho làm cho các bạn nữ lớn tuổi hơn muốn cạnh, không muốn che chở mình hay sao á. Thì mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ là có thể là như vậy. Mình xin được cảm ơn tất cả các độc giả của Điện Ảnh .net. Ngày hôm nay mình cảm thấy rất vui khi mà được ngồi đây, được chia sẻ những cái câu chuyện, cái tâm sự của mình với mọi người, cũng như là được chơi game này, được vận động não này. Mặc dù là bình thường não mình nhanh lắm, mình là người não nhanh, mà ra tới là miệng thì nó kiểu hơi bấp xíu. Nhưng mà mình nghĩ là sau giờ chơi này mình sẽ có cải thiện được một phần nào đó về cái chuyện mà